dừng khẩn cấp chuyến bay vì một cuộc trò chuyện ngắn. Trạm trộn bê tông xả khói bụi ảnh hưởng trường học, khu dân cư khiến người dân vô cùng bức xúc. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, trải nghiệm câu cá trên biển không còn xa lạ đối với khách du lịch. Nhưng hiện nay, Phú Quốc còn có dịch vụ mới, đó là câu cá không cần mồi. Điều mà du khách cần là một cần có gắn 4 đến 5 lưỡi câu là chúng ta có thể trổ tại câu cá ở rạch Vèm, thành phố Phú Quốc. Vâng, các câu cá mới lạ này không chỉ đem lại năng suất cho ngư dân mà còn thu hút hàng ngàn du khách đến để tham gia trải nghiệm. Và nào, để tìm hiểu kỹ hơn về cách câu cá độc đáo này, mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau. Rạch Vẹm, xã Gành Dầu là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Quốc, vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ của cảnh sắc rừng tự nhiên. Ở ấp Rạch Vẹm, chỉ cần một cây cần có gắn một lưỡi câu, trên mỗi lưỡi câu buộc ít sợi dây phát quang. Sau khi xuống nước, những sợi lông sẽ giả quang như con mồi nên cá cắn câu. Du khách sau khi trải nghiệm câu cá có thể đem số cá về thưởng thức ngay trên các bè nổi trên biển. Để câu được nhiều loại cá ngân, cá bè chang, cá sòng và cả cá trích, người dân chỉ cần chuẩn bị dây câu, lưỡi câu và thùng đựng cá, rồi chạy vỏ lãi ra khơi khoảng 4,5 km. Ở đây nước biển sâu khoảng 2,5 m trở lên. Dưới đáy có cỏ hoặc các trụ của các chòi canh, trên biển sẽ dễ dàng câu cá. Cái câu lông này nè là mình để dành đó, câu cho những cá bầy đàn đó, số lượng nhiều. Biến ra những cái lông này nè, nó sẽ phát quang cho những cái ánh sáng á. Cá nó giống như là cục mồi, nó sẽ đớp vô đây nè. Cái câu lông thì câu mình thích hơn là cái câu bằng mồi á. Tại vì một lần nó rất là nhiều chùm. Là một lần mình kéo lên rất là nhiều cá, có khi nó ăn cả full lưỡi luôn á. Rạch Vẹm hiện còn khá hoang sơ với nước biển trong xanh. Dưới đáy biển có cỏ hẹ nên cá rất thích ở. Mỗi năm có hàng ngàn khách đến du lịch. Nếu có dịp ghé thăm Phú Quốc, du khách đừng bỏ qua hoạt động trải nghiệm thú vị này nhé. Thời gian này, khi đến Rạch Vẹm, ngoài câu lông, du khách còn có thể trải nghiệm các hoạt động như tắm biển, chụp ảnh bên hoàng hôn. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin hôm nay có gì. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Phi Long, sinh năm 1982, ngụ huyện Vĩnh Thuận, và Đặng Văn Công, sinh năm 1970, ngụ tỉnh Kiên Giang, về tội giả mạo trong công tác, đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1972, ngụ thành phố Rạch Giá, với cùng tội danh nói trên. Theo kết quả điều tra, Đặng Phi Long là đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm, Nguyễn Văn Công là kỹ sư cơ khí, Nguyễn Văn Lộc làm nghề kinh doanh sửa chữa xe. Theo đó, Long đã móc nối với Công và Lộc để làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới để bán với giá dao động từ 10 đến 15 triệu đồng một hồ sơ cải tạo có thiết kế và gần 1,2 triệu đồng đối với hồ sơ cải tạo miễn thiết kế. Tính từ tháng 12 năm 2021 đến ngày bị bắt, nhóm đối tượng đã làm khống 49 hồ sơ. Riêng Long đã nhận của 6 chủ phương tiện với số tiền trên 86 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây tại thành phố Đà Nẵng, chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng, Hà Nội, dự kiến cất cánh lúc 19 giờ 25 phút phải dừng khẩn cấp do một cuộc nói chuyện với nhau của hành khách trên máy bay. Theo đó, hai hành khách là NDT, 30 tuổi, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và LXQ, 40 tuổi, trú thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nói chuyện với nhau về việc để súng ở đâu, thì người kia trả lời đã cất trong hành lý. Lúc này, tiếp viên hỏi lại thì hai hành khách trên trình bày là chỉ nói đùa. Cơ trưởng lập biên bản tại máy bay và báo cho công an. Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến điều tra nguyên nhân, áp giải hai hành khách trên xuống máy bay. Tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát máy bay. Đến 21 giờ cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát, chuyến bay VN186 tiếp tục hành trình. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của luật hàng không. Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ một phương tiện chở khoảng 50.000 lít dầu DO nhưng không có giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Trước đó 5 giờ 40 ngày 7 tháng 11, tại vùng biển cách Nam Tây Nam, đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang khoảng 41 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện, kiểm tra phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên. Do ông LJL, sinh năm 1987, địa chỉ thường trú tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO, kiểm tra không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Mới đây, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại km 76 trên đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ sáng 8 tháng 11 khi xe đặc chủng của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường, di chuyển theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Lúc này, cảnh sát giao thông phát hiện có xe đang dừng lại ven đường nên dừng xe lại để hỗ trợ. Ngay sau khi xe cảnh sát dừng lại, thì xe cứu thương đang chạy phía sau bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi. Cú tông của xe cứu thương làm xe cảnh sát lao về trước và va chạm vào một người dân, khiến người này bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe đặc chủng của cảnh sát giao thông hư hỏng nặng phần đuôi, xe cấp cứu hư hỏng phần đầu, hai xe nằm chắn hết một làn đường gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông cho các phương tiện khác. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Kim Tấn Đạt, 32 tuổi, đang điều trị cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra, tháng 4 năm 2022, Đạt cho chị T ngụ huyện Châu Thành vay số tiền 5 triệu đồng. Sau đó, chị T tiếp tục vay Đạt nhiều lần với tổng số tiền 8 triệu đồng. Cả hai đã thỏa thuận lãi suất mỗi ngày là 500.000 đồng. Đồng thời, chị T phải chuyển cho Đạt số tiền 51,5 triệu đồng để trả nợ. Sau nhiều lần đòi nhưng chị T không trả đủ tiền, Đạt đã dùng tay tát và đấm vào mặt chị T. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2022, chị T làm đơn tố giác về hành vi cho vay lãi nặng của Đạt. Trong quá trình điều tra, Đạt thừa nhận cho chị T vay với lãi suất 2% trên một ngày, 60% một tháng và 730% trên một năm, cao gấp 36,5 lần so với lãi suất quy định là tối đa 20% một năm và số tiền thu lợi bất chính là 57,4 triệu đồng. Được biết, Kim Tấn Đạt có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích, là người nghiện chất cấm, được công an thành phố Trà Vinh đưa đi cai nghiện bắt buộc vào tháng 7 năm 2023. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Câu chuyện chịu sao cho nổi ngày hôm nay mà chúng tôi ghi nhận được là đến từ tỉnh Quảng Bình. Thời gian qua, trạm trộn bê tông xi măng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành phục vụ xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam nằm trên địa bàn xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Đáng chú ý, tình trạng ô nhiễm này còn ảnh hưởng đến việc dạy và học của các trường học trên địa bàn, khiến người dân vô cùng bức xúc. Trạm trộn bê tông xi măng được đặt nằm trong khu vực dân cư, sát cạnh trường mầm non Quảng Sơn, nhưng không có hàng rào che chắn khói bụi. Trong khuôn viên trường mầm non, nhiều cây xanh được phủ một lớp trắng xóa bởi bụi xi măng tỏa ra từ trạm trộn bê tông. Các em học sinh còn không thể ra ngoài chơi, vận động, các phòng học luôn phải đóng kín cửa vì không khí quá ô nhiễm. Các cháu là cả ngày học là tiếng ồn của khói này, bụi xi măng này là làm cho các cháu là buổi trưa ngủ không được. Bên cạnh đó là quá ô nhiễm. Cái tình trạng này xảy ra ở đầu tháng 10, sau đó chính quyền có yêu cầu dừng và đầu tháng 11 thì tôi thấy lại hoạt động lại. Để phục vụ cho việc thi công đường cao tốc Bắc Nam, vừa qua trường mầm non Quảng Sơn đã phải giải tỏa một dãy phòng học cùng phòng làm việc của ban giám hiệu. Hiện có 3 lớp đang phải học trong nhà tạm làm bằng tôn, trường học nằm trong diện phải di rời. Đáng chú ý, hiện bếp ăn của trường mầm non Quảng Sơn cũng nằm sát trạm trộn bê tông. Việc chế biến thức ăn, ăn uống của các em học sinh cũng không được đảm bảo vệ sinh. Tôi mong là cái công ty là mình là làm việc là để đảm bảo cái an toàn cho sức khỏe cho cô và trẻ thì có thể là làm việc không ban đêm hoặc là di rời cái trạm trộn. Sau phản ánh của người dân, ngày 11 tháng 10, chính quyền xã Quảng Sơn có cuộc họp với các bên liên quan
Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn đã có công văn yêu cầu tạm dừng các hoạt động của trạm trộn bê tông đến khi có phương án đảm bảo an toàn môi trường. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 11, trạm trộn bê tông xi măng này đã tự ý vận hành, hoạt động trở lại khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng và tiếp tục gây ô nhiễm, tạo tâm lý bức xúc cho người dân. Khi nào có các cơ quan chức năng ban biện pháp và cho phép cái đơn vị thi công thì mới được là tiến hành là hoạt động. Còn nếu anh cố tình hoạt động, địa phương sẽ có những cái biện pháp rắn và đồng thời là xử lý, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Thì sẽ có một cái cuộc họp để là chấm dứt cái việc này và đình chỉ hoạt động của Phương Thành và yêu cầu tháo dỡ đi vận chuyển đi địa điểm khác nếu địa điểm đó không đảm bảo. Bởi vì công ty Phương Thành xin làm đó thì cũng chưa thông qua địa phương và cũng là tự ý. Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình là công trình trọng điểm. Quá trình triển khai không tránh khỏi những vướng mắc phát sinh như vấn đề giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân nơi cao tốc đi qua. Do đó, các cơ quan chức năng, nhà thầu, đơn vị thi công cần nắm bắt và giải quyết kịp thời, thấu đáo các sự việc phát sinh, tránh những bức xúc kéo dài trong quần chúng nhân dân. Tiếp theo chương trình, vào bơm nhờ bánh xe rồi trộm luôn chiếc điện thoại. Chuyện đáng quý về tiệm bánh tràn đầy ánh sáng yêu thương cho người khiếm thị giữa lòng thành phố. Một thanh niên vào xin nhờ bơm bánh xe nhưng sau đó lại tiện tay trộm luôn cả điện thoại của chủ tiệm. Sự việc được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk. Diễn biến xảy ra tại khu vực Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Có một đối tượng nam chạy xe máy vào một tiệm xin bơm nhờ bánh xe. Lúc này chủ tiệm đang rửa xe phía trước. Vậy mà đối tượng lại ngang nhiên lấy trộm điện thoại để trên ghế một cách cố ý. Sau đó, bình thản rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ hành vi bị camera an ninh ghi lại. Thời điểm trộm cắp lộng hành như hiện nay, mọi người cần cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm khi đi ngủ. Trong tình huống tiếp theo, nhờ chủ động xem camera kịp thời nên chủ nhà đã ngăn ngừa được vụ trộm. Theo camera an ninh nhà dân ở Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho thấy, có hai đối tượng đã dùng áo trùm che kín đầu rồi leo rào đột nhập nhà dân. Thời điểm này do giật mình dậy nên gia chủ lấy điện thoại xem camera thì phát hiện nên đã hô hoán cùng người nhà chạy ra khiến hai kẻ này vội vã phi hàng rào bỏ chạy. May mắn hai kẻ này chưa kịp lấy được tài sản gì. Mới sáng sớm khi người giao hàng tới, chủ quán chưa kịp ra nhận thì đã có kẻ gian tới trộm đem đi mất. Mời quý vị theo dõi diễn biến sự việc được ghi nhận tại thành phố Cần Thơ. Vụ việc xảy ra tại một tiệm vịt quay ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Được biết sáng sớm như thường lệ, người giao vịt cho quán sẽ đem tới để phía trước. Có lẽ phát hiện điều này nên khi người giao hàng vừa rời khỏi, chủ quán chưa ra lấy kịp thì đã có hai người lạ mặt chạy xe tới. Tên ngồi sau dễ dàng xách luôn hai bịch, trong đó có vịt leo xe chạy đi mất. Chủ quán cho biết trong đó có khoảng 15 con vịt. Quý vị thân mến, xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp đỡ những người khiếm thị, một tiệm bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, nghề làm bánh và phục vụ như những người chuyên nghiệp. Tiệm bánh mà Hào Nhiên vừa nhắc đến có tên là Happy Sinh, được các cơ sở máy ấm Nhật Hồng phụ trách. Ở đây không chỉ đào tạo nghề miễn phí mà còn là nơi giúp các bạn khiếm thị trau dồi thêm nhiều kỹ năng để khi ra đời các bạn không còn là gánh nặng cho gia đình. Để biết thêm về câu chuyện ý nghĩa của tiệm bánh cũng như những chiếc bánh của người khiếm thị được làm ra sao, mời quý vị cùng theo dõi trong tiểu mục Cửa sổ hạnh phúc hôm nay. Happy Sun, tiệm bánh của người khiếm thị được cắt sơ ở mái ấm Nhật Hồng, ví như một mặt trời nhỏ giữa lòng thành phố. Tiệm bánh tọa lạc tại số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tiệm bánh nhỏ nhiều năm qua vẫn tồn tại giản dị, mộc mạc giữa sự nhộn nhịp của thành phố. Bởi lẽ nơi đây không chỉ đặc biệt vì các loại bánh mà còn vì những người làm bánh tài hoa, đầy nghị lực. Được ví như mặt trời, cũng có lẽ vì nơi đây là nơi cưu mang, cũng như mang đến cho các bạn khiếm thị một tia nắng ấm, một cơ hội được học tập và làm việc như những người bình thường khác. Thì do mất bệnh yếu nên mong muốn của mình là cũng tìm được một công việc. Thì mình có tìm hiểu qua mạng thì biết đến trung tâm Nhật Hồng. Thì mình có tìm đến ở dưới xuống dưới đó, thì được cắt sơ dưới đó giới thiệu mình lên đây học nghề làm bánh. Cho nên bây giờ mình cũng làm đây được hơn một năm rồi. Một số em thì học ở mái ấm, nên các em
đi tới đây các em, khi mà các em định hướng nghề nghiệp thì các em thấy các em tới khi đây các em học, còn một số em thì từ gia đình các em tìm hiểu trên mạng thấy có những cái nơi trung tâm Nhật học như vậy, có những cơ sở dạy nghề, dạy có việc làm thì các em tìm tới. Ở đây là các sơ đào tạo những em khiếm thị mà nhìn kém, tức là các em vẫn có khả năng để nhìn một ít. Cái thành lợi thì cũng được một số người ủng hộ các em, thì họ nâng đỡ các em trong công việc, rồi các em đa số các em khiếm thị mà đến xin học việc làm việc ở đây thì các em đều ngoan ngoãn chăm chỉ. Tiệm bánh Happy Soon đã hoạt động được hơn 4 năm. Tại đây các bạn được chăm lo mọi mặt, từ học hành, ăn uống đến chỗ ở. Ngoài ra mọi lợi nhuận thu được từ tiệm được trích một phần để chi trả vào nguyên liệu, vật liệu làm bánh, và phần còn lại sẽ dùng để trả lương cho các bạn. Đối với những người bình thường, để làm ra một chiếc bánh đã vô cùng khó khăn. Nhưng đối với các bạn khiếm thị, để làm nên một chiếc bánh với nhiều công đoạn chính là sự nỗ lực của các bạn. Thì do mắt mình yếu nên mình nhìn không rõ, nên mình phải lắng nghe kỹ hơn để có thể nhìn được, nghe được những cái thao tác, những cái chỉ dẫn của sơ chỉ lại để mình có thể làm được bánh. Khó khăn thì có nhiều lắm. Thì chúng mình ở đây đều là những bạn thị lực kém nên là những khó khăn rất là nhiều. Nên là các sơ chỉ dẫn thì dần dần mình cũng làm quen với công việc nhiều hơn, môi trường nữa. Đến với tiệm bánh, thực khách có thể yên tâm lựa chọn và thưởng thức các loại bánh từ ngọt đến mặn, cũng như các tiệm bánh khác ở Happy Soon có thể đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng. Những chiếc bánh thơm ngon, đẹp mắt được tạo nên bằng đôi tay cần mẫn của những bạn khiếm thị gửi đến mọi người, và giá cả bánh thì hết sức bình dân. Anh thì khoảng một tuần ghé một lần thôi à, tại vì nhà cũng xa đây, không có tiền đấy. Nên mua một lần thì mình có thể là để cho mình ăn dần dần, mình mua nhiều. Anh mua với tính cách ủng hộ thôi, chứ anh thấy chất lượng bánh ở đây thì cũng bằng ngang các hiệu bánh khác ở ngoài. Tôi xin cảm ơn rất là nhiều đối với những khách hàng đã đến với ủng hộ tiệm bánh Happy Sun. Đồng thời thì tôi cũng muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng tuy chúng tôi nhìn kém thật, nhưng mọi người hãy công nhận khả năng chúng tôi có thể làm ra được một sản phẩm. Cho nên mọi người hãy tin tưởng. Không được may mắn như người khác, nhưng các bạn vẫn lạc quan, yêu đời và luôn cố gắng để chứng tỏ bản thân mình có thể làm được nhiều hơn thế. Chính vì lẽ đó mà mỗi chiếc bánh các bạn làm ra là cả một nỗ lực mà chưa chắc những người bình thường có thể làm được. Hy vọng qua tiệm bánh tràn đầy ánh sáng yêu thương này, mọi người khi bước vào sẽ có cái nhìn khác về người khiếm thị. Dù không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng các em vẫn luôn cố gắng làm việc với sự chuyên nghiệp nhất. Để từ đây, nhiều trẻ em khiếm thị đến tuổi lao động sẽ có nhiều cơ hội được tuyển dụng và bảo đảm cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Vâng, đến đây thời lượng của chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.